qua xe vừa chung coi mấy anh em. Ok. 955 với lại B55. Hello em. Hello kia. Ăn cái lót bụng với mấy ông mà mày, tôi ngủ dậy tôi chưa ăn gì hết, tôi like luôn, chút nữa xuống tôi chế gói mì tôi ăn. À qua xin chiến khu 5x nữa chứ, quên, có qua coi. Cụm 13B á, qua coi thử bên cụm đó BK như thế nào. Ôi má, tôi ra tôi ngồi tôi coi clip của độ MC ngồi dặn cái xúc xích á, bị mấy xúc xích thường làm có được đéo đâu với ông, tôi ngồi tôi dặn nãy giờ dặn nó ra đâu. Dặn nó có đứt đéo đâu. Ôi má lừa. Hay là do tôi mua xúc xích mẹ hãng cái xịn hơn mẹ, cái bì nó cứng hơn à. Tôi dặn công mẹ cái xúc xích luôn, độ đéo được rồi mấy ông, cay mẹ cứ à. Không, hôm nay không làm clip lưu trữ. Ra ăn khỉ khô này dẫn đứt luôn, phải ngồi lấy dao cắt rồi mấy không. Thôi ra chưa ăn gì hết thì ngủ dậy lúc 8 giờ xong ngồi dậy ngồi like luôn đó. Ngủ dậy lúc 8 giờ xong dậy ngồi like luôn á, chưa ăn tối chưa ăn gì luôn á. Ngồi like xong rồi chút nữa like xong cũng cỡ 10 rưỡi nghỉ. Nghỉ ăn. Không có MK ăn hành 1 năm rưỡi. Để xong trận này tôi nói vấn đề mà con MK với lại con DK. MK với lại con DK nó là hai con tướng cơ chế đặc biệt. Bây giờ tôi hỏi mấy ông nha, bây giờ nếu mà mấy ông kêu là tới con Siriu rồi đi, rồi con Siriu bị ăn chó rồi làm cái gì? Nè tôi hỏi mấy ông nè, nếu như mấy ông chơi tầm trung là mấy ông chắc chắn mấy ông nếu có thể nào mấy ông lấy con G4 rồi, đúng không? Hello Su. Là mấy ông không thể nào là mấy ông lấy con G4 rồi. Thì khi đó mấy ông cùng lắm mấy ông lấy con Tatsumaki, mấy ông chơi Sonic, mấy ông sẽ bỏ G4 xong mấy ông lấy Siriu đúng không? Mấy ông kêu Siriu đá chết được con MK đúng không? Rồi con mực con Siriu không có giải chót. Quan trọng là con Siriu nó không có giải chót thì mấy ông lấy gì để mấy ông đam? Mấy ông không hành động được lấy gì mấy ông đam? Đúng không? Bây giờ mấy ông kêu tôi là làm gì lâu vậy? Giờ tôi hỏi tôi, bây giờ mấy ông tầm trung là chắc chắn mấy G4 là mấy ông bỏ chắc rồi. Bỏ chắc gần như là 100% rồi. Thì mấy ông tầm trung á thì mấy ông tập trung mấy ông lấy Siriu, Sonic hoặc là Tatsumaki. Thì bây giờ con G4 á thì nó ao kiểu gì? Bây giờ mấy ông mà nó trốn một vòng một lần 4 con mà nó trốn trong vòng 4 lượt. Nó trốn trong vòng 4 lượt rồi mấy ông trốn kiểu gì? Mấy ông đánh kiểu gì? Trời. Quan trọng là mấy ông phải hơn tóc, mà cỡ mấy ông nông dân mấy ông còn điếu đi tóc nữa thì lấy gì mấy ông quýnh? Đơn giản thôi, giờ mấy ông cũng không, bây giờ mấy ông trời ơi trốn nó là trốn chuyên dụng ông thằng ơi, ở đó mà kịp con kích sư. Làm ơn á, chơi game tìm hiểu một chút đi, trước khi mình comment cái gì mình phải tìm hiểu. Cháu đó là cháu chuyên dụng ông thần đó mà kịp con cái sư, kịp cái đầu lùi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cháu đó là cháu chuyên dụng nha. Lạy hồn mà, giờ này còn kêu MK mà còn lấy con cái sư vô dãy chón. Ừ, lạy chứ, đáng sợ vậy. Cháu đó là cháu chuyên dụng.
tại vì Win nó trốn nhiều quá thôi, chứ không phải là giải không được. Đi Win nó trốn nhiều quá. Mấy ông kêu ừ mẹ bỏ MK hành bao lâu rồi, mẹ mấy ông làm như mấy ông chơi tầm trung mà mấy ông có được bút tóc á. Ôi má vô mấy ông gặp con MK không, mẹ con MK mấy thằng nó chơi bình thường thôi, nó không lấy siêu kỹ luôn, nó trốn chừng 2-3-2 mục tiêu thôi. Vô nó trốn trúng siêu nó bắn mẹ, nó bắn cho mấy ông ỉa quần luôn á chứ. Ở đó mà mấy ông mà kêu ừ không có con MK ăn hành bao lâu, siêu mấy ông mạnh tới đâu mà không được hành động cũng chết. Mẹ chưa kể mà gặp mấy thằng mà nó chơi Hero Hero vô tạc câm lặng mấy ông nữa, mấy ông chỉ có chết rồi chứ. Đó mà mấy ông vô mấy ông đồ đạp nó, đạp cái đầu bụi đạp. Đó bây giờ tôi kêu bây giờ mấy ông không có G4 á, bây giờ con MK mấy ông bị ăn chó rồi, mấy ông làm gì? Quan trọng là con Siriu á, con Siriu nó không có kháng, bản thân nó không có kháng chống chuyên dụng hay là nó kháng câm lặng, mà mấy ông còn không có bút tóc nữa thì bây giờ không có bút tóc nữa thì lấy gì mà để mà đam. Quan trọng là mấy anh em có bút tóc để cho con Siriu đi đầu hay không thôi, mà chắc chắn mấy anh em chơi tầm trung này sẽ không bao giờ chơi bút tóc, gần như là chỉ chơi đam thôi. Cùng lắm ráng được con Sonic, bảo đảm tới lúc đó cùng lắm mấy anh em ráng được con Sonic thôi.